chào các bạn. Thời gian vừa qua đó thì mình thường xuyên nhận được các câu hỏi của các bạn liên quan tới vấn đề chất chồng á, thì trong tất cả các câu trả lời của mình thì thường xuyên mình đề cập tới vấn đề sỉ than đó các bạn. Thì hôm nay mình quay trở lại, mình xin chia sẻ với các bạn quá trình mình chọn lọc sỉ than và mình xử lý sỉ than trước khi mình trồng cây nha các bạn. Thì cái mình nói trước công dụng của sỉ than, ngoài mình trộn vô chất chồng để cho cây nó thoáng xốp và nó không bị lèn, để cho cây nó dễ dàng lấy được oxy với các bạn. Do cái sỉ than nó có những cái đặc điểm là nó có những cái lỗ li ti và nó xốp thoáng đó các bạn, thì nó có thể cây dễ dàng lấy được oxy ở trong cái những cái khoảng trống này nha các bạn. Thì cái thứ hai nữa thì nó đặc tính của nó là nó cũng khá là nhẹ các bạn, thì mình sẽ cái chậu mình đợi, nó mình bưng bê nó dễ dàng hơn là so với mình trồng cát các bạn. Cái nữa là hiện tại bây giờ đối với các bạn nào mà ở thành phố ở Sài Gòn như mình đó, thì mình tìm cái nguồn cát sạch to sạch, nó không bị nhiễm mặn nhiễm phèn rất là khó luôn các bạn. Cho nên đó thì mình sẽ dùng cái sỉ than này mình thay thế trong một số cái trường hợp cần thiết các bạn. Ví dụ như mình ủ phôi thì bây giờ mình ủ phôi thì có thể mình xài 100% sỉ than luôn các bạn. Các bạn có thể quan sát ở đây là những cái cây loãng châu các bạn, cái giống này giống mới chơi thời gian gần đây, thì mình cũng đem về mình ủ bằng 100% sỉ than luôn nha các bạn. Hay như cái chậu này cũng vậy, 100% sỉ than nè. Một số cây mà nó yếu thì mình cũng xài sỉ than để mà mình cứu nó các bạn. Ví dụ như cây thị lợn nồi này nè đó, thì còn một số cây mà nó sống rồi các bạn, thì mà nó cũng tương đối là khó tính, thì mình cũng trộn cái tỷ lệ sỉ than khá là cao như cái cây thị lợn nồi này các bạn. Các bạn có thấy bây giờ mình chuyển qua mình ủ bằng 100% sỉ than luôn nè. Đây là cái chậu cây cẩm thị này các bạn, mình cũng sử dụng khá là nhiều sỉ than để mình trộn vô cho nó thoáng xốp và nó nhẹ hơn so với cát nha các bạn. Ngoài cái công dụng là mình dùng để ủ phôi và mình trộn vô trong cái chất chồng cho nó thoáng xốp với các bạn, thì sỉ than nó còn có cái hay nữa là mình những cái chậu cạn quá hoặc là mỏng quá đó các bạn, thì hoặc là nhỏ đó, thì mình sợ tưới nó sẽ bị trôi đất hết á, thì mình có thể phủ lên một lớp sỉ than như thế này các bạn, để giữ cho đất nó không bị trôi nha các bạn, lúc mình tưới á hoặc là mưa nó không bị trôi ha. Và một cái công dụng nữa để trong trồng bonsai đó các bạn, thì thường á là mình sẽ mình sàng lọc, mình lấy những cái hạt mà to to đó các bạn. Như đây nè, mình lấy hạt to to nè, mình bỏ, mình lót ở dưới đáy một lớp đó các bạn, để cho cái lỗ thoát nước nó không bị bít nha các bạn. Tại vì cây lâu năm lâu ngày nó rễ hoặc là nó bị rung hay là nãy kia, thì cái chất chồng nó sẽ bị lèn xuống và càng ngày nó càng dẻ các bạn, thì nó dễ bị bít cái lỗ thoát nước á, nó gây chết cây. Cho nên thì thường mình cũng phải cho một lớp sỉ than xuống để mà cho nó không có bị ngợp cây nha các bạn. Đối với một số bạn chơi những cái cây khác, thậm chí là có thể là hoa lan hay xương rồng, hay là trồng những cái cây sứ các bạn, thì người ta vẫn lấy cái này để người ta lót để cho nó thoát nước tốt các bạn, để chống úng cho cây nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình chia sẻ với các bạn kinh nghiệm của mình trong quá trình mình chọn lọc và xử lý cái sỉ than các bạn. Thì đây cũng chỉ là cái kinh nghiệm của mình thôi, có khi các bạn sẽ có những cái cách làm hay hơn, thì cũng rất mong là các bạn chia sẻ với mình ha. Đây là sỉ than mình lấy về, mình xin ở các cái tiệm hủ tiếu hay là bún bò các bạn, thì mình sau khi mình xin mình về mình chút ra một đống đây các bạn.
Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình lựa ra. Thì các bạn sẽ thấy sỉ than nó sẽ có rất là nhiều loại nè các bạn xem nha. Mình để cho các bạn xem ở đây là thường gặp nhất là các bạn sẽ thấy có ba cái dạng như thế này nè. Các bạn sẽ thấy thường là mình khi mà sỉ than nó sẽ có cái cỡ lớn cỡ nhỏ nè ha. Đầu tiên là các bạn quan sát các bạn thấy cái này lớn nè, cái này nhỏ nè nha. Thì đối với cái sỉ lớn này nè thì các bạn sẽ thấy nó cháy sạch, nó sẽ ra cái màu hồng đỏ đỏ cháy sạch nè ha. Đó là cái này thường là mình sẽ lấy cái này mình sử dụng nè các bạn. Còn cái này á, cái này là sỉ than nhỏ nhưng mà nó cũng cháy gần hết, nó cháy hết rồi nè. Nhưng mà sỉ nó rất là ít các bạn, thì nếu mà các bạn có thời gian thì có thể đập bỏ bớt cái vòng hoài á, rồi mình lấy ở trong ha, lấy ở trong cái ruột này nè, trong đây thôi, rồi mình dạt lấy hoài bỏ ha. Rồi đối với cái này là mình bỏ luôn nè, cái này là nó còn màu đen tức là nó chưa có cháy hết đó các bạn, nó chưa có cháy hết thì mình đập ra nhìn thấy nó sau này nó cũng rã ra thành bùn đó các bạn, hoặc là nó còn nhiều cái chất độc ở đây ha, thì nó xài nó không có tốt. Thì thường là mình sẽ lấy cái loại này nè các bạn, những cái cục bự này nè, cục bự mà nó đã cháy hết luôn á là tốt nhất nha các bạn. Các bạn có thể thấy mình chọn lọc sỉ than rất là kỹ luôn các bạn, từ cái khâu chọn lọc nè, còn lại bắt các bạn thấy mình bỏ mình lắp sang lắp luôn các bạn. Nó thì thường là mình lấy về mình lấy chọn lọc ra chỉ được khoảng 30% thôi các bạn. Sau khi mình chọn lọc ra được những cái cục sỉ than như ý rồi các bạn, thì bắt đầu mình sẽ tiến hành mình đập thôi các bạn. Thì đập ra cỡ ngón tay thôi các bạn. Đập đừng có đập mạnh quá nha các bạn, nó bể nát hết á, mình đập nhẹ nhẹ tay vậy thôi. Đeo khẩu trang nha các bạn, bụi lắm á. Cái này là có mưa rồi thì nó cũng đỡ bụi rồi đó, chứ bình thường là nó bụi lắm á. Sau khi mình đập xong đó các bạn, thì mình dùng cái rổ mà có cái lỗ nhỏ như thế này nè các bạn, để mà mình đãi mình rửa nó ra, cho nó ra hết ba cái hạt mịn với lại ba cái chất độc kim loại nặng rồi có trong sỉ than nha các bạn. Ở đây mình dùng cái rổ cái lỗ tương đối nhỏ để mà mình tận dụng bớt những cái dạng như hạt nhỏ nhỏ để mà mình thay thế cho cát đó các bạn. Ở Sài Gòn bây giờ tìm nguồn cát sạch để mà xài rất là khó các bạn, đa số là cát bùn hoặc là bị nhiễm mặn, mình bị trả giá rất là nhiều, cây bị chết thôi nha các bạn. Cái đó là ở đây tìm cái nguồn cát sạch mà như cát suối ở ngoài miền Trung là khó lắm. Thì mình phải chuyển hướng sang mình xài cái sỉ than này các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xúc vô, các bạn xúc vô chừng 1/3 cái rổ thôi các bạn, để đãi cho nó dễ ha. Nè, lần mình chừng 1/3 rổ thôi. Rồi sau đó các bạn có thể dùng cái thau hoặc là cái như mình đây mình dùng cái xe rùa mình bơm nước vô nè các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành mình đãi. Mình bỏ cho cái rổ vô trong cái nhập vô trong nước rồi các bạn. Cho cái miệng rổ mà nó lấp sắp mặt nước luôn rồi mình quậy các bạn. Dùng cái bay là mình quậy. Quậy nhiều lần lên cho nước cho nó rửa hết ba cái bùn nha các bạn, càng kỹ càng tốt nha các bạn.
Rồi sau khi mình đãi xong thì mình rửa xong rồi được cái sỉ than rất là sạch các bạn. Nếu mà trong quá trình mà mình làm á, mình thấy những cái hạt mà còn đen như thế này là nó chưa có cháy hết nè các bạn. Bùn đen nè, mình bỏ đi nha. Lấy bỏ đi. Rồi. Sau khi á, mình đãi xong á các bạn thì mình bỏ vô trong cái chậu nè các bạn, như mình đây nè, mình bỏ vô cái chậu hay là bỏ vô cái thùng xốp như thế này cũng được nè các bạn. Rồi mình để ngoài mưa ngoài nắng nhé. Để ngoài mưa ngoài nắng cho nước mưa nó tẩy rửa thêm nữa nha các bạn. Thì nếu mà nó tẩy càng nhiều thì cái chất chồng càng tốt ha các bạn. Nó càng sạch ha. Thì nếu mà mùa khô không có mưa đó, thì lúc mà mình tưới cây đó, thì mình cho cái vòi nước vô mình tưới nó các bạn, mình rửa nó. Rồi như vậy đó là mình xử lý xong sẽ được cái chất chồng rất là sạch sẽ các bạn. Với những cái đặc điểm của những cái ưu điểm của sỉ than đó, thoáng xốp ha, thì to thì nó sẽ giúp cho cây rất là dễ dàng lấy được cái oxy ở trong đất thôi các bạn. Với cái nữa là nó chống được cái ngợp cây, làn cây, giúp cho cây phát triển các bạn. Các bạn cứ để ý những cái cây nào mà trồng mà nó thoát nước tốt đó, thì thường những cây đó rất là tốt nha các bạn. Còn những cây nào mà nó cứ ứ động nước hoài là cây đó coi chừng từ từ nó sẽ bị thối rễ và nó dẫn tới chết cây đó các bạn. Thì lúc đó các bạn nên chú ý xem cái lỗ thoát nước hoặc là những cái chất chồng của mình nó có đủ thoáng không nha các bạn. Rồi hôm nay mình chia sẻ với các bạn tới đây, chúc các bạn có được cái chất chồng giúp cho cây phát triển tốt. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.